Hello, xin chào tất cả mọi người. Anh em cho mình xin một like nhé. Một like. Ai đang vào xem không? Có ai đang vào xem không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Kiếm cái ghế ngồi nhỉ. Kiếm cái ghế ngồi đã. Cái gì đây? Hi chú, hi cháu. Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ lại lên áo, bởi vì dạo này có khá là nhiều áo. Và cái clip này thì mình cũng up trực tiếp lên YouTube của mình luôn. Thế nên là vừa là like clip mà vừa làm clip ở trên YouTube, up trên YouTube luôn. Hello Thái Hoàng nhá. Mình sẽ lên một vài con áo. Và ngày hôm nay thì sẽ là rất rẻ, rất rẻ dành cho tất cả những cái con áo này. Thời tiết hello Chiến Tèo, có cái áo nào màu hồng không chú? Hôm trước thì lên áo cũng bán được khá khá rồi, và cũng có rất là nhiều người nói rằng là sản phẩm của nhà mình nó ok, nó đẹp. Thì hôm nay cũng quyết định là sẽ lên tiếp. Đầu tiên nhá, mình xin phép là mình sẽ mặc con áo này ở trên gọi là trên người của mình, bởi vì trời hôm nay khá là lạnh. Đây là một con Adidas, mà con này hôm trước là bạn Hoàng Công Duy ấy, bạn ấy đã chốt, bạn ấy lấy rồi. Tuy nhiên là về nhà thì bạn ấy lên cân, bạn ấy béo, thế là bạn ấy quay lại và bạn ấy đổi sang một con áo khác. Thì bây giờ vẫn đang là bán con áo này nhá. Con áo này thì vẫn đang bán thôi, nhưng mà mình mặc tạm để mình live stream. Hôm trước là con áo này bán là 699.000, là 700.000 ấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ bán lại con này với giá là 450 nhá, dành cho ai cần. Ok, 450 cho con áo Adidas này. Và đây là một con áo Adidas phao lông vũ cực kỳ đẹp. Áo màu hồng cũng có luôn. Tem này là tem của, gọi là tem của Nhật Bản. Tiếp tục này, mình sẽ lên thêm một vài con nữa. Mình sẽ lên thêm một vài con nữa cho anh em xem. Ở đây thì mình mới về khá là nhiều con, nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ lên kiểu dần dần thôi. Đây là một con kiểu của USA này, USA. Và đây là một con áo phao lông vũ cực kỳ đẹp luôn. Tay này, anh em nhìn tay của nó này. Con này thì mình mặc hơi bé, nhưng mà nếu mà anh em nào mà thực sự ấy, thực sự mà mặc theo kiểu form body, hoặc là mặc theo kiểu bình thường, mặc theo kiểu đẹp đẹp đẹp, theo kiểu bình thường, theo kiểu không hip hop một tí nào ấy, thì chọn con này sẽ rất là hợp lý. Bởi vì là con này, mình nói thật với cả anh em luôn, là cái chất liệu và cái độ mới của nó thì cực kỳ tốt luôn. Con này thì nó là phao lông vũ và nó cực kỳ là nhẹ. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, chúng ta có thể phân biệt được bằng rất là nhiều cách. Hoặc chúng ta có thể là xem một chỗ nào hở không, lông vũ bay ra. Thường thường mấy con phao lông vũ này hay bay lông vũ ra ngoài. Nó có một cái mũ ở đây, và tất cả những cái khóa khiết các thứ của nó đều rất là ok nhé. Đây là tem mác của nó này. Đây là một con mặc vào đại hàn, mặc vào những ngày mà thời tiết của miền Bắc cực kỳ lạnh, thì mặc con này và cộng với cả một con áo bình thường là đã đủ để cho chúng ta có thể ấm rồi. Thì đây là một con rất là đẹp. Chính vì nó rất là đẹp và rất là mới, thế nên không thể rẻ được. Con này thì hiện tại mình sẽ để giá là lên khoảng 200 mắt xem. Mình sẽ để con này với giá là hơn 400.000 một con. Tiếp tục, ở đây có rất là nhiều con mà mình đã xử lý này, đã giặt rũ tất cả các thứ rồi. Thì ở đây là một con của Luke nhé, một con của Luke. Con này cũng là phao lông vũ. Nhà mình thì chỉ bán phao lông vũ thôi, và sẽ chỉ bán những con phao lông vũ của hàng hiệu thôi. Thì mọi người có thể nhìn thấy, ví dụ như con Luke này nhé, là con này nó có thể dán hoặc là không dán cái tag này. Mình sẽ mặc vào người cho anh em xem. Đây, ở đây có một cái con Champion size L này. Ai mà mua con này thì mình sẽ để giá 150 luôn nhá. Size L, mình mặc con này hơi bị rộng, không thì mình cũng để mặc ấy. Anh em đừng hỏi mua con áo Stussy mình đang mặc nhé, mình không bán con áo này đâu. Chúng ta sẽ có một con phao kiểu như thế này. Và đây cũng là một con phao đại hàn, cực kỳ ấm, cực kỳ ấm. Con này thì giá của nó sẽ là 480.000. Khóa ấy, khi mà các bạn ra ngoài mà trời lạnh ấy, thì các bạn có thể khóa vào như thế này. Hình như là hơi tối hay sao, hay là phải chuyển sang cái góc này. Rồi mình sẽ chuyển qua cái góc này để nhìn cho dễ nhé. Đây,
Thì đây là một con phao cực kỳ là ấm luôn. Các bạn nếu mà các bạn ra ngoài, các bạn chỉ cần mặc một con phao này cộng với cả một con sweater, à ở tận dưới này cơ mà, cộng với cả một con sweater ấy là nó đủ ấm rồi. Và tất cả những cái con phao này thì đều bao check hết, bao check chính hãng, bao check chính hãng cho tất cả mọi người. Con này thì 1m7 trở lên mặc đẹp. Mình mặc vẫn hơi bị rộng nhỉ? Anh em thấy mình mặc rộng không? Hay là có nhiều người khen mình mặc con này đẹp ấy, không biết là có nên giữ lại để mặc không? Cứ ham bán hàng ấy. Đây con này kéo lên được tận trên này. Kéo này vào trong này. Ra ngoài đường mà đội mũ bảo hiểm ấy, mà đi xe máy thì anh em có thể mặc theo kiểu này. Đó, thì đây là một con phao cực kỳ đẹp nhé, một con phao cực kỳ đẹp của Luke Lông Vũ. Tất cả hàng Lông Vũ thì nó đều rất là ấm và nó đều rất là sướng, rất là sướng. Cho mọi người xem phía bên trong nhé. Cổ của nó là cổ lông và cái lông này là lông thật. À, chúng ta sẽ có thêm một lớp nữa, một lớp bông trần ở phía bên trong này nữa. Đây là cái tem của nó này, cái tem của nó. Cực kỳ đẹp luôn. 108 người đang xem, các bạn có thể bổ cho mình một quả xẻ không? 103 người đang xem, các bạn có thể bổ cho mình một quả xẻ không? Tiếp tục này, chúng ta có một con phao của Polo. Thì con phao này là mình đã lên rồi, mình đã lên rồi, nhưng mà con này mình chưa xử lý. Nói thật là không xử lý được ấy, không xử lý kịp được. Bởi vì là có rất nhiều áo phao cần phải xử lý. Cái này là lông thật nhé, cái này là lông thật. Một con phao của Polo với cái trần của mũ là trần bông. Đây, mặc lên người. Con này hơi to so với mình. Nếu mà thực sự ra là ông nào mà 1m75 ấy, 1m75 đổ lên mặc sẽ rất là đẹp. Này, giống như kiểu là đi Bắc Cực nhỉ. Đấy, giống như hệt như kiểu đi Bắc Cực. Thì con này là một trong số những cái con mà anh em nào mà cao trên 1m75 nhá, thì anh em nên gọi là inbox cho mình. Bởi vì là con này thì có người hỏi rồi, có người đặt cọc rồi. Mình sẽ cho mọi người xem một vài cái jacket nhé, một vài cái jacket mặc trong. Phao thì đây có thêm con này. Đây là một con bomber mà mình cảm thấy khá là thích. Mình cũng không biết là có ai thích con bomber theo kiểu màu như này giống như mình không, nhưng mà con bomber này thì đẹp lắm. Mà mọi người thấy ấy, khi mà mình đăng lên áo hai hen, nên là mình đăng lên bất kỳ một cái gì liên quan đến trang cá nhân của mình đều để là 6XX hoặc 7XX. Tuy nhiên là trên line, riêng trên line ấy, thì mình sẽ cố gắng là bán rẻ nhất có thể. Ví dụ như con này đi. Con này anh em thấy đây, đằng sau này. Mình sẽ cho anh em xem đằng sau nhé. Đây là đằng trước. Con này cứ 1m7 mặc là đẹp. Trên dưới 1m7. Thì con này để giá bao nhiêu đây? 350 nhé. 350 cho con này. Thì đây là một con cũng khá là xịn đấy. Khá là xịn. Bởi vì mọi người biết ấy, là bình thường bomber ấy nó sẽ là làm theo kiểu hàng mỏng đúng không? Tuy nhiên là con bomber này, đây mọi người nhìn tem của nó này. Con bomber này nó có hai lớp, một lớp trần bông ở phía bên trong như thế này. Thì nó sẽ giữ ấm được cho cơ thể. Khá là hay. Đấy nhá, tiếp tục này, chúng ta sẽ đến với cả một vài con jacket. Đây là một con jacket của Converse nhé. Con này thì mình chưa từng thử lên người. Tuy nhiên rằng là với cái chất liệu dù như thế này thì chúng ta có thể thay cái áo này bằng áo mưa cũng được. Một thương hiệu rất nổi tiếng. Con áo này mình sẽ để giá. Con này thì nó không có khóa, gọi là khóa cài. Nó chỉ có khóa bấm thôi. Và dành cho anh em thích, anh em nào mà trượt ván ấy, thì mặc sẽ rất là đẹp. Nó chỉ có khóa bấm thôi, cổ nó sẽ như thế này. Anh em mà mua con áo này nhá, mình sẽ để giá là 400.000. Mình sẽ tặng kèm thêm một đôi Converse nữa, đi kèm với cái áo này. 400.000 nhá, cho một con jacket chính hãng. Một con jacket chính hãng và cực kỳ là đẹp. Mình phải nói thật là con áo này cực kỳ đẹp luôn. Anh em vào thì nhớ để lại một comment cho mình nhá. Đẹp chưa? Đó. Thì có những cái con áo đẹp như thế này thì mình sẽ để giá cao một chút, 400.000 mà tặng kèm một đôi Converse cùng size chân của các bạn. Quá là lãi. Tiếp tục này, có một con áo, có vài con áo kiểu nó gọi là áo rét hẳn ấy, trời lạnh hẳn thì nên mặc nhé.
Thực ra là để lên một cái album dài, album to thì cũng được thôi. Đây, mình có một con áo len này, mặc cho những người nào mà hôm trước mình cũng đã thử mặc cái con này rồi. Con này cực kỳ ấm luôn. Tuy nhiên là con này mặc ấy. Đây, tè mát của nó đây. Thì con này mặc thì anh em cần phải mặc kèm theo một con nữa nhé. Bởi vì là nếu mà không quen với chất liệu len này thì len này nó dày và nó hay cắm vào da, thì chúng ta cần phải mặc thêm một con áo bên trong. Thì con áo này là size L. Size L. Con áo này mình sẽ để giá là 150 nhá, cho cái áo len này. Tiếp tục nhá, chúng ta sẽ lên một cái jacket. Một cái jacket màu đen bóng. Con jacket này thì thằng Mạnh nó cứ bảo là con này mặc không hợp. Đây là một con jacket của thương hiệu Asahi. Asahi mình cũng chưa tìm hiểu kỹ về thương hiệu này. Tuy nhiên là cái chất liệu hình thành mình đã hình thành mà cái chất liệu hình thành lên cái áo này nó cực kỳ đẹp luôn. Nó cực kỳ đẹp. Tất cả những người nào đã từng mua áo của áo Hai Hen cũng như là Snake Hà Đông cũng như là trên trang cá nhân của mình, tất cả mọi người hãy cho ý kiến đi ạ. Đây, thằng Mạnh nó bảo anh là cái áo này không đẹp nhưng mà anh thấy mặc chất mà nhỉ. Lên người thì chất dã man. Đánh thử cài và xem như thế nào. Hoặc là anh nhờ Huy Nhọt sang đây để làm ảnh nhá, bởi vì anh có mấy trăm con áo cơ. Tất cả những người đã từng mua áo của Sneaker Hà Đông ấy, mọi người vào cho mình xin ý kiến đi, xem áo của nhà mình nó như thế nào. Áo của nhà mình không thể tìm thấy một con thứ hai ở ngoài thị trường luôn. Và áo của nhà mình ấy thì cực kỳ chất và cực kỳ đẹp luôn. Khách hàng của mình thì đa phần họ sẽ tin tưởng mình và họ mua đến 4-5 cái. Đó, anh em có thể nhìn thấy này. Đây là một con áo với chất liệu bóng, vải bóng và mặc theo kiểu kiểu ăn chơi cũng được, mà con này lên 3 quẩy. Đây là no body no ba. Anh nói thật luôn là anh không có kênh, anh không có thời gian làm ấy. Ủa nhiều, quá nhiều việc để làm anh nói thật. Anh cũng đang muốn có một thằng nào đấy. Anh đang muốn có một thằng nào đấy. Em lấy đôi này size 41 nha, đang bán áo, em lấy đôi này size 41. Ok, Hoàng Lệ Giang. Ai mà có muốn làm áo theo kiểu gọi là muốn xỉ ấy, hoặc là muốn kiểu nhập áo của mình về để bán ấy, hoặc là mình mở cho một cái shop luôn được, một cái shop Hai Hen nha, em mở khá đơn giản thôi, thì có thể inbox cho mình sẽ mở cho. Chứ mình không có nhiều thời gian để mình làm, thỉnh thoảng mình lên live thôi, mình lên live nói chuyện với anh em thôi. Anh em có thể thấy này, hơn 100 người đang xem, hôm trước còn hơn 400 người xem cơ. Thì thực ra là mình có thời gian mà làm. Ảnh của mình chả có mấy like nhưng mà live stream lúc nào cũng đông thôi. Thì nó phải có lý do chứ. Đây là một con của MLB nhá. Một con của MLB. Con này đẹp lắm. Này, tem. Mình sẽ mặc thử vào cho anh em xem. Jacket thì nó đồng giá khoảng 250 đến 350 một con, tùy từng con. Con nào chất lắm thì giống kiểu con Converse kia thì nó chất quá rồi ấy. Thì mình sẽ bán giá đắt hơn một tí nhưng mà mình tặng kèm. Mình tặng kèm thêm một con giày Converse nữa. Anh em nhìn quả khóa này. Khóa MLB. Chất lượng nhỉ. Quá chất lượng. Con này 3 lít nhá. 3 lít. Ui, mà bây giờ nhá. Mặc áo IA. Đấy, đội mũ MLB. Hợp lý. Mặt mình mấy hôm nay là mặt mình say rượu nha anh em, đừng để ý đến mặt mình. Mình thấy là bản thân mình càng xấu bán áo nó càng dễ. Hello Hoàng Phi Hùng nhá. Sang đây làm giúp anh cái. Nhiều quá. Không làm xuể. Đây nhá. Ở trên mannequin đang là một con champion của Mỹ. Khá là đẹp. Con này là size L nhá. Con này là size L. Ai mà muốn mua con này với giá 150 thì có thể inbox cho mình nhá. Mình sẽ bán nó với giá 150. Rẻ thôi. Champion bình thường ấy, tất cả những cái con champion như này ở cửa hàng Hai Hen rẻ rách cũng phải 300.000. Tiếp tục này, chúng ta sẽ có những cái con phao dài như thế này. Có một điều đặc biệt đó là tất cả những cái áo nhà mình ấy có hai tiêu chí để mình lựa chọn. Một là không bao giờ được rách dù chỉ là một chút. Ok. Cái điều thứ hai đều là hàng hiệu, và cái điều thứ ba là mình sẽ chú trọng rất nhiều. Đây, anh làm gì còn tóc nữa mà cắt. Hẹn cắt tóc.
cái điều mà mình chú trọng rất nhiều đấy là cái chất liệu hình thành lên cái áo. Đa phần anh em sẽ đều thấy rằng là áo nhà mình một là 100% da lụa, hai sẽ là cái thành phần chủ yếu để hình thành nên những cái áo mùa đông của nhà mình ấy đều là những cái áo kiểu chất liệu của nó ấy, đều là lông vũ ấy. Lông vũ thì có 3 đặc điểm. Đặc điểm đầu tiên là nó rất bền. Lông vũ là một trong số những cái hàng rất bền. Đấy là điều đầu tiên phải khẳng định. Cái điều thứ hai phải khẳng định đấy, đấy là lông vũ rất nhẹ. Và cái điều thứ ba là lông vũ rất ấm. Thì tất cả những cái con áo khoác của nhà mình ấy, mình sẽ để đồng giá là 400 đến 450 nhá. 400 đến 450 tùy từng con một. Ở trên live lần này anh em không cần phải anh em không cần phải inbox đâu, đừng inbox nữa. Anh em cứ xem live thôi. Tí nữa mình sẽ up tất cả các cái này lên đây, một con MLB. Mình sẽ up cái live này lên YouTube của mình ấy, thì anh em có thể lên đấy và mình sẽ báo giá từng cái trên đấy. Nhưng mà áo phao thì đa phần là nó sẽ rơi vào khoảng 400 đến 450 nhá. Đây là một con khá là ăn chơi. Một con khá là ăn chơi và con này size khá là bé. Mình mặc vào nhìn mình như cái thằng bả gà. Nhưng mà đây là một con phao MLB nhá. Phao MLB thì mọi người nên nhớ rằng là rẻ thì nó cũng phải hơn 2 triệu. Có phải hàng nhanh là đỉnh nhất Hà Nội không anh? Anh không bao giờ thừa nhận cái điều mà em đang nói. Anh chưa bao giờ anh tự nhận mình là người làm kinh doanh hay là bán tất cả những sản phẩm đỉnh nhất Hà Nội. Tuy nhiên rằng là anh có thể khẳng định một điều rằng là anh luôn luôn cố gắng cho chất lượng dịch vụ của anh. Tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ có một con phao. Mình cũng nói luôn là con phao này là phao lông vũ nhưng mà nó không phải phao của Nike. Mặc dù ấy nó có cái tag Nike ở đây. Nhưng mà con này không phải phao của Nike, nó chỉ là một con phao lông vũ thôi. Đây. Vừa nãy anh lên mấy con boomer ấy, Tú xem con boomer này đẹp không? Mà con boomer này anh bán đâu có đắt đâu. Đây con boomer này chất chưa? Mặc lên con người, mặc con này lên người ấy, đẹp dã man luôn. Đến cả cái khóa này, mọi người nhìn nhá, mấy cái khóa ở chợ ấy, làm gì có cái khóa nào như thế này. Mặc dù nó cũng làm như thế này nhưng làm gì có cái chất lượng kiểu như thế này. Thì con phao này mình sẽ để rẻ hơn một chút. Con phao này chỉ để mặc ấm thôi. Mình cũng không biết là mặc như này có đẹp không, nhưng mà với chất liệu là lông vũ, đấy là điều chắc chắn. Thì với chất liệu lông vũ này ấy, thì con áo này sẽ có giá là 300.000, 299k. Free ship cho ai chốt đơn ở trên này. Ok. Tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ đi đến với một vài con nữa. Nhiều khi mình chỉ ước là giá như có ai đó làm thay cho mình cái việc live stream này. Tuy nhiên là giống kiểu YouTube của mình ấy, có mặt mình ở trên đấy thì clip người ta mới xem. Ok. Một con phao của Zara thì thực ra nó là hàng bình dân. Con phao này hôm trước thằng Duy nó sang nó lấy. Nhưng mà nó bảo là nếu mà em giảm nó 3 cân thì em sẽ lấy. Bởi vì thằng ấy nó quá béo. Này, phao của Zara đẹp chưa? Con phao này 450 nhá, 450, mới 100% luôn. Bởi vì con này là con bóc từ gọi là con này không phải đi săn được đâu. Con này là con bóc ra từ một con hàng mới luôn. Con này 99%. Mới cứng thì không phải, bởi vì đã treo trên này thì không thể coi là mới cứng được. Nhưng mà nó là 99%. Một con phao basic cơ bản của Chesscut. Con này thì cũng là 350. Mình thấy nhá, mình thấy ví dụ như kiểu là những cái con Karat của nhà mình ấy. Đây cho anh em xem. Những cái con Karat này mặc lên người rất đẹp, nhưng mà tại sao mình thấy không quá nhiều người chuộng về cái hàng này đâu. Mà trong khi đấy cái hàng này nó thực sự rất ấm. Mình phải chia sẻ thật luôn, mình sẽ mặc lên trên người cho anh em xem. Mình cũng không biết tại sao, nhưng mà không biết là cái mắt mình nó có khác mắt người bình thường không. Tuy nhiên là những cái con Karat này mặc lên mà anh em ăn mặc theo kiểu basic ấy, bình thường ấy. Thậm chí là anh em ăn mặc kiểu chơi đi ấy. Nhìn cực kỳ sang luôn, nhìn cực kỳ xịn luôn. Cái chất liệu này, hôm trước mình có chụp ảnh lên ấy, là tất cả những cái khóa và tag của con này, một là làm bằng kim loại, hai là làm bằng da. Và cái này là da thật nhá. Nên nhớ cái này là da thật. Áo nó cực kỳ chất và cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà mình không hiểu tại sao cái form này thì lại ít người chuộng đến như thế. Không hiểu.
carat, mặc dù là những cái con carat như thế này mình bán rẻ lắm, mình chỉ bán khoảng 350-400 nghìn một con, tùy từng con, tùy từng chất, nhưng mà rất là khó bán. Không hiểu là cái gu thời trang của mình nó có khác người bình thường hay không. Tuy nhiên là thực sự là mình thấy rất đáng tiếc cho rất nhiều con carat ở nhà mình. Đây, ví dụ như kiểu những cái con như này đi, mình đã cố gắng để lấy ra rất nhiều màu, gọi là màu basic, dành cho phù hợp với nhiều người ấy. Mà tại sao mấy con này lại không ai hỏi? Trong khi đấy mấy con phao bản thân mình cảm thấy nó không quá đẹp đâu, nhưng mà lại bán rất nhanh. Những con carat như này cực kỳ ấm luôn. Mình sẽ mặc vào, hơi bừa bộn tí nhỉ. Đây này, mặc những cái con này lên người nhá, form nhá. Nếu mà là basic ấy, nếu là chơi theo kiểu thời trang kiểu basic ấy, mọi người có thấy là bao giờ mọi người để ý trên Facebook cá nhân của mình nhá, thì mình luôn luôn mặc, luôn luôn là cả một cây hoặc là cả một dòng thời trang. Ví dụ như là đát thì mình sẽ mặc cả một cây đát. Kể cả là mặc ở nhà đồ đi ngủ của mình ấy, cũng là cả một cây xám, hoặc là cả một cây đen, hoặc cả một cây trắng, chứ mình không bao giờ mặc linh tinh đâu. Nhưng mà mình cũng không biết là tại sao những cái con nó đẹp như thế này lại rất ít người hỏi. Đây, anh sẽ lên thêm vài con carat nữa. Trước khi mà chuyển sang những mẫu sweater nhé. Sweater hôm nay sẽ để đồng giá 99-120 nghìn, rẻ hơn là ở chợ luôn. Đây, chúng ta sẽ có những cái con kiểu như thế này. Mọi người nhìn tem này, tem hãng thì nó mới thế này chứ. 100% bông trần. Trời ơi, mà nó ấm một cách dã man luôn. Đây này, con này mặc lên người nhìn chả công tử đét à. Tại sao lại rất khó bán, trong khi những cái con này mình chỉ bán có 350 nghìn thôi, mà toàn những size dễ mặc nhá. Tiếp nhá, mình sẽ lên nốt mấy cái con kiểu mẫu như thế này nữa để cho mọi người xem. Còn phao thì vẫn còn đầy, phao còn đầy luôn, cả một gian ở bên này nữa. Mình có kịp thời gian để lên ảnh đâu. Đây, một con vàng. Này, mọi người nhìn này, tem của nó này. Đây, tem trong này, quá là dã man luôn. Đây, cho mọi người xem nhá. Mày đứng đây làm cái gì? Nhắc lại một lần nữa, mình sẽ tặng con champion này. Đây, bây giờ không bán á, mình sẽ tặng con champion này cho một người nào đấy may mắn trong cái live stream này. Comment đi. Đấy, có những cái áo như này rất là đẹp. Lên mấy mẫu sweater đi anh. Có khi phải lên ảnh mấy cái con này. Đây, đỏ đô, trần bông. Bông xịn vãi cả trưởng luôn. Mà mùa đông nhá, mùa đông lạnh ấy, anh nói thật luôn là mùa đông lạnh chỉ cần một con này thôi. Một con này là nó có thể đảm bảo được tất cả mọi yêu cầu luôn. Con này nó còn hai lớp bông này, mọi người nhìn nhé. Một lớp ở bên trong này, một lớp ở cái lớp này là để đút vào tay ấy, lúc mà đi xe máy ấy, cho đỡ lạnh. Mấy con áo này thiết kế đẹp lắm. Hôm nào sẽ phải nhờ người sang đây để làm ảnh. Chắc là thằng Huy nó đang rảnh. Huy Nhọt đang rảnh không? Con phao này hôm trước có người hỏi mình giá 400 mình không bán. Con này phải 6 lít thì mình mới bán. Đây là một con phao cực kỳ đẹp của Adidas. Màu vàng cam. À, màu vàng. Cực kỳ ấm luôn. Một con phao chính hãng của Adidas anh em. Anh em cứ lên tìm phao Adidas chính hãng, anh em sẽ biết giá của nó là bao nhiêu. Con này mấy lớp liền. Một con này thôi là đủ cho cái mùa đông năm nay rồi, không cần phải mua thêm con nào nữa đâu. Một con này có thể giải quyết được rất rất nhiều vấn đề. Đủ. Thứ nhất là nó đủ ấm, và cái thứ hai nữa là thời trang, hàng của Adidas thì có bao giờ là lỗi mốt đâu. Mấy con áo này mình khó chịu nhất cái việc đấy là kéo cái khóa này lên này, lúc nào cũng phải cầm như này này. Cái khóa, kéo khóa này được đấy. Đấy. Đây là một con phao của Adidas nhá. Con phao này rất cùng màu với cả cái mũ của mình đang mặc. Anh em mà lạnh quá thì anh em có thể để như này ra đường.
Mình tin chắc với anh em một điều, đấy là mùa đông năm nay ấy, sẽ cực kỳ lạnh. Bởi vì theo như mình biết là cứ mùa đông năm nào mà lạnh muộn giống như mùa đông năm nay là nó sẽ cực kỳ lạnh. Đấy là cái chắc chắn đấy. Chết rồi. Trời ơi, mắc cái dây ở trong này. Nhìn quả tem này. Tem quá chất lượng. Lên Squitter nha, anh em thích lên Squitter không? Stussy kiểu như này này. Anh em thích lên Squitter mình lên không? Chấm một cái để cho mình lên Squitter nào. Chứ mình cũng chán lên phao rồi. Phao còn khá nhiều. Đây, có những cái con kiểu như này này, bông cảm 100%, chấm mát để cho mình lên Squitter nhá. Ui, con phao đẹp đấy. Anh em đợi mình một chút nhá, mình lên nốt con phao này đi. Mình lên nốt con phao này. Con phao đẹp chưa? Anh em nhìn con phao đẹp chưa? Dã man con ngàn thật con phao này. Ôi, sao con phao này lại có mặt ở đây? Anh em nhìn này. Đẹp nhờ. Ôi con này mặc ra đường đẹp lắm ấy. Đây này. Cái tag này anh em biết làm bằng gì không? Đoán thử xem cái tag này làm bằng gì. Form của phao này. Ôi con phao này đẹp thế. Dã man thật sự luôn. Tại sao nó lại có mặt ở đây? Con này mà mặc sơ mi xong bắt đầu quần âu ấy. Ui mà nó bóng loáng luôn. Mặc sơ mi mà quần âu ấy. Thực sự là hết nước chấm. Đấy. Lên Squitter nhá, lên Squitter và jacket. Tèn 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 tèn. Phao Adidas này. Tất cả những con phao này mình sẽ lên một bộ ảnh riêng ở trên fanpage áo hai hen nhá. Cái fanpage 6.000 lượt sub à 6.000 lượt like. Mà mình nói thật luôn là cái fanpage đấy mình không dùng bất kỳ một đồng nào để trả tiền cho cái fanpage đấy hết. Ok. Mình sẽ lên Squitter. Đúng rồi đấy, mày vướng quá đấy bọn. Một con Squitter của Adidas. Một con Squitter tay lỡ của Adidas. Con này sai gì nhỉ? Con này sai người mình mặc thì hơi bé. Con này chắc size M. Anh em nhìn này. Còn có cả những áo như này nữa. Dã man thật sự. Uầy. Con áo này nhìn kiểu Harley Davidson đấy. Anh em nhìn con áo này có còi không? Có ổn không? Đây này con áo này này. Nhưng con áo này không thể mặc nhay được. Con áo này phải mặc theo kiểu khác thì lên nó mới đẹp được. Nhưng mà con áo này chất liệu da đẹp. Này, da của nó mềm nhũn nhùn luôn. Mà đúng mùi da luôn nhá. Cổ lông. Phía bên trong lông. 400.000 cho con áo này. Đẹp, dã man mà. Đây này, anh em nhìn này. Anh em nhìn cái chất liệu da của nó này. Như đúng rồi. Lên Squitter nhá, lên Squitter nhá, lên Squitter nha. Nhưng mà chả biết lên Squitter bắt đầu từ đâu. Trong khi đấy thì áo khoác của anh còn nhiều lắm. Đây này, có một con khoác lửng của Adidas này. Con khoác này giống như các huấn luyện viên ấy. Orane Sosa hay mặc. Đây này, một con Adidas đẹp, dã man luôn. Đây, anh em nhìn mặt sau của nó này. Mặt sau của nó đẹp một cách kinh khủng luôn ấy. Con này tầm 1m7 mặc thì đẹp này. 1m7 mặc thì đẹp. 350 cho con này nhá. Ai thích lấy thì lấy thôi. Adidas nhà mình nhiều dã man luôn. Đây có phải nói điêu đâu. Đây. Không nói điêu một chút nào luôn. Này anh em nhìn này. Tem này thì fake ở đâu. Tem đen. Mà mấy cái con jacket kiểu Adidas như này mình bán đâu có đắt đâu. Jacket của Adidas. Con này nhá, như kiểu cái con mà mình đang mặc này này. Mình có cả một cây luôn, có cả quần nữa nhá. Cả quần, cả áo của con này, cả một bộ của nó sẽ là 400.000. 400.000 cho cả bộ.
bộ của nó là quần màu đỏ, cũng vạch nhày luôn, và cả bộ của nó đều là hàng chuẩn chỉ luôn, cực kỳ đẹp, hàng chính hãng nhá. Anh em nhìn quả tem là biết mà. Đây này, đóng con xe classic với đôi đốc nữa. Con đấy mặc đẹp mà. Có khi anh đi anh đang chuẩn bị chuyển sang đi cà phê laser ấy, có khi giữ lại cái áo đấy mặc cũng được nhỉ, chẳng phải bán đâu. Thực ra bán áo đối với cả anh thì chỉ là một phần trong cái câu chuyện làm kinh doanh của anh thôi, chứ còn đa phần nói thật, chia sẻ thật nhé, chia sẻ thật. Đây, ví dụ như ở những con áo Adidas này này, mình đã nói với mọi người từ hôm trước rồi, con áo này mình có bán đắt đâu, mình bán 150 con này chính hãng, 150 size L. Đây, hình in lỗi, tại sao lại 150? Hình in của nó hơi bị crack một tí này, nhưng mà nó mặc lên người vẫn cực kỳ đẹp luôn, mà nó cực kỳ mới. 150 con Adidas thì nhiều lắm, nói thật. Adidas hôm nào sẽ chắc phải lên YouTube ấy, làm nguyên một cái series, nguyên một cái clip liên quan đến cái việc đấy, là đồ Adidas mà mình có, chắc mình phải có đến 100 cái đồ Adidas mất. 100 cái đồ Adidas, và mình sẽ làm riêng một cái clip trên YouTube nha. Thành lý luôn trên đây. Đây, đá tiếp rồi. Đây, có một cái sweater này. Cái nhãn hàng này chắc anh em biết này, Playboy này. Một con sweater của Playboy size L. Con này mình mặc vẫn được, không đến mức độ bị dài quá. Nhưng mà anh em nào cao trên 1m75 ấy, thì nên mua những con áo như thế này. Bộ đỏ đấy 90kg vừa chứ, vừa, nhưng mà nó mặc hơi bị body ấy, tức là nó không mặc được rộng rãi như này đâu. Nó không mặc kiểu ấy, kiểu rộng rãi, là bản thân anh là người gầy ấy, thế nên anh mặc cái gì nó cũng dễ. Nhưng mà mấy ông kiểu 90kg ấy thì sẽ mặc theo kiểu form, đúng theo kiểu form như này. Form như này, nó sẽ bị bo và như thế này, nó không được kiểu thùng thào thùng thình như này đâu. Ui. Đây, thằng Tú còn ở trong này không? Anh hỏi em một câu nhé. Em đã từng đi chợ rất nhiều rồi đúng không? Em nhìn mấy con Asics này, em đoán ở ngoài chợ nó sẽ bán bao tiền? Mấy con Asics ở ngoài chợ như thế này nó sẽ bán bao tiền? Một con Asics tem như thế này này sẽ là bao nhiêu tiền cho con Asics này? Đẹp chưa? Thực ra con Asics này không muốn bán đắt cho lắm. Con Asics này 250 thôi. 250. Chính hãng nhá, mà mới. Cái quan trọng nhất là nó mới ấy, anh em nhìn này. Trước sau của nó không bao giờ có bất kỳ một cái vết gì. Mấy cả là có một điều đặc biệt đấy là hàng nhà mình đã mặc thì mình sẽ không bán. Ví dụ con Stussy này nhá. Stussy này rất nhiều người hỏi mình bán này, nhưng mà mình mặc rồi ấy. Mình mặc rồi, mấy cả là mình mặc nó cũng nhiều rồi ấy. Bộ này anh mặc đấy, tao vừa nói xong cái câu chuyện đấy là đừng bao giờ hỏi mua những thứ mà anh đã mặc. Anh sẽ không bán những thứ anh đã mặc đâu. The North Face nhá, The North Face chính hãng, The North Face xịn nhá, không phải The North Face đều đâu. Ông nào biết check The North Face vào đây. Tôi có hẳn một cái clip riêng dành cho The North Face. Đây là một con jacket của The North Face, và con này thì ở bill của nó ấy, ở nước ngoài. Những cái con này bán chắc phải, tôi cũng chả biết bao nhiêu, nhưng mà chắc phải 80-90 đô ấy, có sale. Thôi anh không bán đâu. Anh đã nói rồi, đồ anh mặc trên người là không bán. Đây nhá, The North Face, áo này 250. Có màu này và có thêm một màu nữa. Đấy là màu xanh. Có một con màu xanh nữa. Con này thì cũ hơn. Con này 250. Còn con màu xanh thì sẽ đắt hơn một chút nhá. Con màu xanh thì mình sẽ để giá là 300.000. Bởi vì con màu xanh nó mới lắm. Con màu xanh nó mới cứng luôn. The North Face thì nó nổi tiếng về độ bền rồi. Con này size L. Mình cao 1m72, nặng 58kg. Anh em cứ thế mà cân thôi. Cứ thế mà tính. Đấy nha, mình sẽ mặc luôn con màu đỏ để mình bán con màu xanh.
Bởi vì trời hơi lạnh ấy, mặc bây giờ mặc áo này. Đây anh em nhìn này, mấy quả tem tiếc các thứ này. Hôm trước mình cũng đã làm một cái clip check the North Face, và cũng có trong cái clip liên quan đến chợ đồ cũ của mình ấy, thì cũng có cái câu chuyện đấy là mình dạy cả ông bán hàng check the North Face. Ngoài đấy có cả fake, có cả real. Real phải biết check thì mới check được, còn không ăn ngay hàng fake luôn. Nói thật, ăn ngay hàng fake. Đây anh sẽ cho Nhi xem nó xanh nhé. Đâu nhỉ? Đây, con xanh mới lắm. Đây, đây là con xanh này. Con xanh này, con xanh này nếu mà để, gọi là nếu mà để xử lý ấy, xử lý qua, giặt qua một lần, nhìn quả tem này, tem trắng tinh, đen trắng nhưng mà là trắng tinh nhá. Con này 300. Con màu xanh sẽ là 300 nhá. Bởi vì con màu xanh thì nói thật với cả anh em là nó mới lắm. Tem của nó là tem Hàn Quốc. Còn con màu đỏ thì nó bị cũ hơn, nó bị cũ hơn. Con màu đỏ này thì nói thật với cả anh em luôn là phải, đây này, kể cả những cái, mình không nói điêu đâu, kể cả những cái khóa khiếc các thứ của nó này, nó cũng sẽ bị cũ hơn con xanh. Cầm cái này cho anh nhanh. Đây con màu xanh nhá, anh sẽ mặc con màu xanh vào cho em xem. Nhưng mà cái vải của The North Face ấy, kể cả là vải ba lô hoặc là vải các thứ của The North Face ấy, anh thấy anh cảm giác là nó cứ áo mưa thế nào ấy. Áo trắng viền xanh là áo nào? Áo trắng viền xanh là con nào? Đây này, anh em nhìn nhá. Đây này, The North Face này. Tức là mấy con áo này phải check cả cả tem, cả khóa, cả những cái tem đi kèm luôn. Đây này, màu xanh đẹp chưa? Đấy, cái màu xanh nó mới hơn. Màu xanh sẽ là 300 nha, màu đỏ sẽ 250. Cái màu đỏ thì nó bị cũ rồi. Nói thẳng là nó bị cũ. Mà cũ thì không thể bán ấy được, không thể bán đắt được. Nó là hai hen thật đấy, nhưng mà hai hen nó phải có cái giá của cái hai hen. Đây này, như kiểu con này, con này mình nói thật với anh em là mình cũng chưa từng thử kiểu xử lý đâu, nhưng mà mình cảm giác là nó bị cũ hơn con đỏ. À, nó bị cũ hơn con xanh. Đây này, những cái chất liệu kiểu như thế này thì nó thường thường là nó sẽ chống thấm nước. Chống thấm nước. Tôi sẽ lên cho mọi người một vài con ASIC nhé. Một vài con ASIC. À, anh gửi giày cho Lung rồi nhá. Lung nhá, anh gửi giày nhá. Này, ví dụ nhá, Nhi ở bên Nhật đúng không? Nhi ở bên Nhật đúng không? Nhi chắc là cái thương hiệu này bên Nhật nhiều này. ASIC. ASIC đẹp lắm, thật sự luôn. Nó đẹp mà nó mặc sướng ấy. Tức là cái áo này nó không chỉ đẹp đâu mà nó mặc sướng lắm. Nó mặc kiểu vừa dễ vừa mùa hè thì mát, còn mùa đông thì ấm. Mà con ASIC này mới chứ. ASIC này mới, nó hơi to so với anh ấy sao ấy. Đây, ASIC mặc sẽ như thế này. Anh em nhìn này. Con này không có bất kỳ một lỗi nào. Không có bất kỳ một lỗi nào. Ok, ok, anh sẽ để con The North Face màu xanh cho Lung nhá. Anh sẽ free ship luôn bởi vì là Lung Lung gọi là tên rất đặc biệt, thế nên anh sẽ free ship, anh sẽ không tính tiền ship của em. Ok. Nhi mặc vừa con này này Nhi. Hôm trước anh lôi con này ra làm clip nhưng anh quên, anh chưa kiểu gọi là cho nó vào móc cẩn thận. Dicky vàng 150. 150 cho con Dicky vàng này, size M nữ. Một con Dicky xám cũng size M luôn. Mặc giống hệt con Stussy này luôn. Con này đắt hơn này, con này 199k nhá. Dây riếc các thứ ngon lành. Adidas nhiều thế nhỉ?
Anh em để ý nhá, anh em để ý là mình sẽ lên áo hai hen ấy. Khoác trắng là con nào? Nhiều ở đây bao nhiêu khoác? Đây, mình sẽ lên tất cả những con sweater của, ví dụ như là của Garden này, ví dụ như là của cái nhãn hàng hoa quả này. Đấy, đây là những nhãn hàng kiểu phổ thông ấy. Thì mình sẽ lên tất cả những con áo này ở trên áo hai hen với giá 99.000 nhá. Anh em lên đấy hoặc là chị em lên đấy xem nhá. Khoác trắng nào? Ở đây có khoác, con khoác Adidas này. Đây, tất cả những cái đống như thế này sẽ là 99.000. Anh vừa lật ấy ống tay xanh. À, con này gì? Con này á? Con này anh sợ em mặc vào nó sẽ bị rộng ấy. Con này anh mặc thì nó vừa khít nhưng mà anh sợ em mặc nó sẽ bị rộng. Đây à. Nào, trắng ống tay xanh, đây. Con này thì đẹp. Nhưng mà anh sợ bị rộng thôi. Về form viết rồi về chất liệu hình thành lên con áo này thì không phải nói nhiều bởi vì nó quá đẹp. Nhưng mà anh chỉ sợ bị rộng thôi. Mặc theo kiểu hip hop ấy, mặc theo kiểu b-girl thì được, nhưng mặc theo kiểu bình thường thì anh sợ nó bị rộng. Đây cho mọi người xem nhá. Mình nói không phải nói điều đâu. Tem của nhà mình đều là tem này hết. Đều là tem chính ạ. Không bao giờ có chuyện có hàng pha ke ở đây, ok. Hàng pha ke mình tống khứ đi hết rồi. Ngày xưa có một thời gian mà mình đi săn quần săn áo ở ngoài chợ đồ cũ ấy. Hoặc là mình đi kiểu nhận ký gửi hàng của nhiều khách, kiểu họ là luxury, họ mặc rồi, hoặc là họ mặc không vừa, hoặc là họ ký gửi, ví dụ như có những cái đôi giày cực kỳ mới, những cái áo cực kỳ mới họ ký gửi cho mình. Đây là size M của Nhật Bản, size S của UK và size S của US. Hàng siêu cấp thì chỉ có giày thôi, chứ còn quần áo của anh là hàng riu hết mà. Áo 99k sẽ lên sau nhá. 99k nhiều ấy. Đây này, Nike này, hoodie của Nike. Con đấy anh chưa báo giá mà. Con đấy anh sẽ để, con Adidas kia anh sẽ để giá là 250 nhá, free ship. Free ship, ship bình thường chắc là khoảng 30.000 thôi. 30.000 nhưng mà anh sẽ chịu ship thôi. Ok thì lấy nhá. Hoodie nhiều lắm. Rồi ơi, bây giờ bảo lên hoodie có mà cả một đống. Phao còn mấy con nữa. Đây, phao ba lỗ này. Các ông cứ bảo tôi kiếm phao ba lỗ ở đâu. Phao ba lỗ mặc lên người nó hip hop lắm. 118 người đang xem. Đẩy mắt lên khoảng 200 người thế nào. Sao hôm nay ít người xem vậy? Anh em nhìn này. Úi ôi, đẹp nhờ. Thôi tôi quyết định là tôi không bán con này, tôi sẽ để con này để tôi mặc. Nhưng mà anh em nào hỏi mua thì tôi vẫn sẽ bán con này với giá là 250.000 nhé. Trêu đấy, quần áo tôi nhiều lắm rồi. Tôi thề với cả các ông nhé mà kiểu có nhiều người sang nhà tôi ấy. Họ còn tưởng ấy là quần áo mà tôi đang treo để tôi mặc ấy là đồ tôi bán cơ mà. Nhưng không. Đấy chỉ là quần áo tôi mặc thôi. Ok Nhi nhá, anh sẽ chốt con đát cho em. Hoodie, sweater kiểu như này sẽ là 99.000 cho tất cả các mẫu nhá. Độ mới trên 90%. Này. Jacket này. Có ai thích xem những cái con này không? Con này thì phải mặc ăn mặc kiểu underground, ăn mặc kiểu hip hop ấy thì nó mới hợp lý được. Chứ còn con này mà mặc theo kiểu bình thường thì nhìn nó lại bị chơi quá. Con này là con mà B-Boy đeo khe đã chọn. Đây. Hôm trước có ông nào inbox cho tôi mà chửi nhau với tôi về cái việc đấy là muốn xem size xong mà tôi không cho xem ấy. Về con Nike này thì tôi cho xem luôn trên này nhé.
Đây là size L. Made in China. Tem dưới của nó đây. Tem dưới của nó đây. Hình như là ông Chí Cường đúng không? Ông Chí Cường. Tại ông comment à, ông inbox nhiều quá nên tôi không thể trả lời luôn. Chứ không phải là tôi không muốn bán, tôi bị bực. Đấy, Nike này. 199.000 cho con Nike đấy nhá. Một con Nike mới đến 95%. Cái màu nguyên bản của nó như thế nào thì nó vẫn là màu như vậy thôi. Một con Nike. Nhắc lại một lần nữa là con Nike này với có giá là 199.000. Sẽ không bao giờ có bất kỳ một con Nike nào rẻ hơn con Nike này đâu, trừ khi ở trên livestream. Chứ còn nếu mà giả sử như kiểu bán ở trên fanpage ấy, hoặc là bán trên trang cá nhân ấy, con này tôi sẽ báo giá là 400.000. 400.000 cho con này. Trời lạnh mấy cái khóa này đóng khó thế. Hello tất cả mọi người. Trời lạnh cái khóa này đóng hơi bị khó. Mà tôi cũng chả muốn mở ra đóng đi đóng lại. Mệt lắm. Kệ cứ để ngoài đấy. Khoác luôn. Đây. Khóa ở đây cũng là có biểu tượng của Nike nhá. Khóa ở đây này. Không phải mấy cái hàng vớ vẩn ngoài chợ đâu. Em mà đang đem sang đây bán thì có mà đắt hàng lắm. Thì em cũng mua của anh bao nhiêu quần áo rồi còn gì. Có phải là mới mua đâu. Em cũng mua của anh bao nhiêu cái áo rồi. Uầy. Con này đẹp dã man luôn. Mà bán có 199.000 thôi. Ai chốt thì chốt nhanh nhá. Không thì không còn đâu. Hôm trước có mấy con áo nỉ. Mấy cả mấy con áo á. Mấy con áo phải nói thật. Đấy là mấy con áo kiểu áo khoác ấy, áo phao ấy. Mấy hôm trước mình đăng lên YouTube phát bay một phát một mất một nửa hàng thôi. Tức là mấy cái hàng này thì thực ra là nó không để được lâu. Đây. Adidas này. Adidas. Mà con này bán có đắt không? 180.000 cho con này. Jack kẹt. Mà mấy con jack kẹt của Adidas buồn cười. Dã man luôn các ông ạ. Các ông có biết là mấy con jack kẹt của Adidas nó mỏng. Nó mỏng dính như kiểu là tờ giấy ấy. Nhưng mà lại rất là ấm ấy. Đấy là chuyện rất buồn cười. Uầy. Này. Tôi sẽ cho các ông xem con phao này. Này. Tem của con phao này. Đây là một con phao cực kỳ là ấm luôn. Mùa đông mà chỉ. Đây này. Các ông nhìn thấy chưa? Ở phía bên trong của nó này. In dập nổi này. Kể cả cái khóa. Những ai đã từng mua áo của nhà mình vào đây comment giúp mình ha. Để mình còn ghim. Phao đẹp nhờ. Con phao này nếu mà bán bây giờ không biết chả biết bán bao nhiêu. 400.000 đi, 400.000 cho con phao này đi. Phao này size L. Ôi mặc lên chơi mà. Vừa chơi mà vừa đẹp luôn ấy. Đây anh em nhìn quả khóa này. Ừ thì anh bán cho mấy đứa to ấy. Nhưng mà nó đẹp, dã man luôn. Anh rất ngại thử phao nhá. Ngại thử phao bởi vì là mặc phao vào nó ấm ấy. Xong rồi cởi ra lạnh ấy. Dã man con ngan thật. Nhưng mà nó đẹp. Nhi mà con này không Nhi? Con này nghĩ là em mặc vừa này. Con này còn đẹp hơn của con Adidas này. Nó thuộc một nhãn hàng mà chắc là em biết. Nhãn hàng mà B-Boy, B-Girl rất là thích. Đấy là Puma. Con này mà mặc với cả đôi gọi là cái đôi gì nhỉ? Đôi Sua Re. Ở Việt Nam cứ hay gọi con đấy là con Sua Re. Nhưng mà thực ra đọc hình như là đọc của nó là Sua Re. Này. Đẹp chưa? Của Puma. Đấy. Uầy. Anh nghĩ là con này anh mặc bé thì em chắc là mặc vừa. Khóa kim loại sáng bóng luôn. Đỉnh cực kỳ. Thế nào? Tối ngày kia nhá, các ông đang xem live stream tôi, tối ngày kia tôi sẽ xả 100 đôi giày nhá. Tối ngày kia tôi sẽ xả 100 đôi giày cũng trên trang cá nhân này luôn nhá. Bây giờ tôi sẽ bán hàng trên trang cá nhân, sau đấy là tôi sẽ share ra page, chứ tôi không bán hàng trên page. Mà bán hàng trên page chắc cũng được nhỉ.
New Berlin này. New Berlin. Ở bên kia có chuộng hàng New Berlin không? New Berlin này, New Berlin tem đỏ. Con này khá là hay đấy. Mấy con New Berlin toàn có khóa rút ở dưới đây nhỉ? Đẹp phết. Ôi có khi anh sẽ để con này anh mặc. Anh chả có con New Berlin nào cả. Mấy con New Berlin này anh thấy về form của nó anh thấy nó ấy mà nhở, nó ok mà. Nhưng mà kiểu bản thân anh là một thằng bị cuồng Adidas ấy, thế nên là lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có Adidas. Tự nhiên có thêm mấy con kiểu New Berlin này vào trong tủ quần áo nó cũng khiến cho ấy đấy nhở. Nó cũng khiến cho bản thân mình tự nhiên kiểu khác người ấy. Này, nhìn mấy cái khóa của New Berlin sau khi đóng xong rồi. Nhìn như chưa đóng luôn đấy. Nhưng mà thực ra là đóng khóa rồi, đấy. Mà khóa của New Berlin nhá, kéo lên nghe nhẹ dã man luôn. Đây này. Kéo không nghe một tiếng gì luôn. Sợ thật. Mà con này mỏng dính mà mặc ấm thật. Chắc là phải lên ảnh thôi, bởi vì mỗi người một lựa chọn ấy. Mình không thể mang cái xu hướng thời trang của mình ra để làm xu hướng chuẩn được. Các ông nhìn đơn giản này thôi, áo tôi mặc Stussy đấy, quần tôi mặc là quần Nike ấy này. Các ông nhìn thấy chưa? Quần Nike ấy. Chứ không phải là mặc mấy cái quần gió vớ vẩn đâu. Không phải tự nhiên mặc lên form người nó lại nhìn nó lại kiểu dễ bán hàng ấy, hoặc là dễ kiểu ấy đâu. Dễ kiểu nhiều người kiểu thích cái kiểu đấy đâu. Mà đơn giản ấy là bởi vì nó đều là hàng hiệu ấy, mà hàng hiệu mà nó lên người ấy nó sẽ tôn cái form của cái người mặc lên. Chứ nó không chỉ đơn giản là một cái quần một cái áo đâu. Một cái quần một cái áo mà các ông ra ngoài chợ bây giờ các ông mua nhá, ví dụ như kiểu những cái con khoác này đi. Ra ngoài chợ mua thì cứ cho rằng là ví dụ như của mấy cái con chả có thương hiệu gì cả, ví dụ như những con như này đi. Đây là một con Recorder, một con Recorder của Asics đi. Thì với một con đơn giản như thế này, ở ngoài chợ vẫn sẽ có những con gần giống. Nhưng mà đấy là để gần mic. Thì những cái con như thế này này, những cái con Recorder kiểu như thế này ở ngoài chợ nó chắc chắn là sẽ vẫn có những con gần giống như thế này. Giá của nó chắc khoảng 300-400. Con này Nhi lấy nhỉ? Adidas này Nhi lấy đúng không? Thì sẽ để riêng nè. Thằng Lung lấy con The North Face đúng không? Thì để riêng ra để mai còn ship hả? Thì những cái con như thế các ông có thể tìm kiếm được, nhưng mà lên người ấy không bao giờ được đẹp. Không bao giờ được đẹp, tôi khẳng định luôn, bởi vì là hàng chính hãng nó luôn luôn có cái giá trị của riêng nó. Quần áo cũng vậy. Mà tôi là người bán hàng replica của giày dép ấy, bán hàng siêu cấp của giày dép, nhưng mà tôi luôn luôn cho rằng là hàng chính hãng nó có giá trị riêng của nó. Chỉ đơn giản ấy là bởi vì giày dép ấy nó quá đắt. Đây ví dụ như kiểu con này đi. Có rất là nhiều cái, ví dụ như kiểu giày nhá. Ví dụ những đôi Jordan ấy, có những đôi Jordan nó lên đến khoảng 30 triệu làm sao mà mua được. Mà mình vẫn muốn chơi những con đấy thì bắt buộc là phải chọn hàng siêu cấp thôi, rẻ hơn gấp khoảng 10 lần. Nhưng mà không thể nói là hàng siêu cấp nó sẽ có thể thay thế được hàng chính hãng được. Hàng chính hãng nó luôn luôn có một giá trị của riêng nó. Đây là một con jacket của Converse nhé. Một thương hiệu mà gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Đấy, của Converse. Con này 199.000 nhá, size L. Các ông cứ ướm theo người của tôi ấy, khi mà tôi mặc vào thì các ông cứ tính toán thử xem. Bây giờ tôi cao 1m72, tôi nặng 58, chắc là bây giờ còn khoảng 56kg thôi. Nhưng mà đấy tầm đấy thì các ông cứ ướm xem mà người của các ông nó như thế nào ấy, thì các ông sẽ tự tính được cái việc là có mặc vừa hay không mà. Đây, còn jacket kiểu nỉ như này tôi rất nhiều con luôn. Đây nhá, này, jacket trắng này. Nó là những cái con khoác nỉ ấy, những con khoác nỉ. Nếu mà đóng lên thì nó lại trở thành hoodie. Đấy, kiểu như vậy. Có rất là nhiều, và những cái con này thì chỉ có 200.000 một con thôi. Tôi bị cuồng Adidas, thế nên là cái việc mà tôi bán hàng ấy, nó cũng có rất nhiều Adidas. Đây, Adidas.
Hôm nào tôi sẽ phải để riêng một cái clip, riêng một cái clip, nói thật với anh em là tôi sẽ phải để riêng một cái clip Adidas. Hàng trăm con Adidas tôi sẽ thanh lý trong một, chỉ một cái clip YouTube rồi. Các anh em để ý nhá, nếu mà anh em nào muốn mua áo hoặc là muốn mua áo kiểu Adidas ấy, thì anh em có thể vào YouTube của tôi và subscribe nhá. Subscribe YouTube của tôi sẽ lên một cái clip chỉ có đồ Adidas thôi. Từ ba lô, mũ, kính, túi rút, túi bao tử. Tôi bị cuồng Adidas mà, tôi có hàng trăm thứ liên quan đến Adidas luôn. Và tôi sẽ làm chỉ riêng một cái clip đấy. Chưa nói đến giày nhá, chưa nói đến giày, chỉ nói đến đồ phụ kiện linh tinh của Adidas. Tôi có cả hàng trăm thứ của Adidas kiểu như thế này. Thì tôi sẽ lên riêng một cái clip và anh em nhớ subscribe YouTube của tôi để liên tục cập nhật nhá. Hello anh Cát nhá. Tí like stream xong anh sẽ gửi địa chỉ cho anh nhá. Đây, lại tiếp tục là một con jacket của Adidas. Còn nguyên cả bill luôn. 60 đô. 60 đô cho con áo này. Và con áo này tôi bán 200.000. 60 đô là bao tiền? Anh em tính xem 60 đô là bao tiền. 100 đô là 2.3 triệu. 50 đô là 1.150.000. 60 đô là khoảng 1.3 triệu. Tôi bán 2 lít nguyên tác. Cái quan trọng nhất ấy là phải đúng người và đúng thời điểm. Và phải đúng cái người mà thích chơi high-end. High-end nó là như vậy. Tôi không biết ở trong này có bao nhiêu người nghiện đồ si giống như tôi. Nhưng mà tôi nói thật với cả các ông là nếu mà các ông đã từng mặc những con chính hãng, kể cả nó là hàng cũ ấy, thì các ông sẽ không còn muốn mặc lại những cái hàng mới ở ngoài chợ đâu. Tôi nói thật, các ông sẽ đi săn. Nó như một cái thú vui ấy. Và nó cũng như một cái cơn nghiện ấy của một người đã từng chơi high-end rất lâu năm, giống như tôi bây giờ. Nhi mặc bomber của MLB không Nhi? Này MLB. Đây là một con bomber tay dù. Con này thì mình chắc chắn là không mặc vừa đâu. Nhưng mà đây, anh em có thể nhìn thấy này, cái biểu tượng MLB làm bằng da ở phía đằng sau này. Con này thì dành cho nữ nhá. Dành cho nữ mặc. Nữ mặc con này thì cực kỳ đẹp, đặc biệt là những bạn nào mà chơi hip hop ấy. Mà con này rất là đẹp. Con này chỉ có giá là 300.000 thôi. 300.000 cho một con. Còn mới nguyên luôn. Đó. Đây, jacket này, jacket của Nike này, jacket của Nike. Đây là một con size size M Á, không đến L đâu. Và con này có giá, con này là con T90 và con này sẽ có giá là, sao lại có con này đây nhỉ? Anh em đợi tôi một tí nhé, bởi vì tôi cũng chưa biết là tại sao lại có con này ở đây. Con này sẽ có giá là 250.000 cho con này nhá, một con áo khoác của Nike. Lại thêm một con khoác của Nike nữa, cũng 250.000. Con này size to hơn, con này là size L. Áo khoác của Nike. Một con áo khoác của Nike nữa, con này cũ hơn, giá là 150.000 nhá, size M. Thì tôi nói luôn này, bây giờ kể cả là các ông đi săn hàng ở những chợ đồ cũ ấy, thì nó cũng có vô vàn loại. Và lý do tại sao mà nhà tôi 100% là Adidas, Nike, Champion, Asics. Bởi vì tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể có được đống này. Và chính vì thế nên là nói với cả tất cả các ông để cho các ông hiểu là kể cả các ông có đi hết một cái chợ, cho các ông đi cả ngày, không bao giờ các ông kiếm được một nửa số hàng hiệu mà tôi đang có thời điểm hiện tại. Tôi khẳng định ấy, bởi vì đây chỉ là tầng 1 thôi. Tôi còn một gian hàng nữa và tôi có thêm cả một kho nữa. Chứ không chỉ là một đống hàng như thế này. Adidas tiếp này. Sao nhiều đát thế nhỉ? Mình bị điên rồi, mình bị cuồng đát quá. Jacket của Adidas size L, 199k. Jacket của Adidas, con này là size M nữ hoặc là S nam, dành cho những bạn trẻ con hoặc là những bạn con gái. Chứ còn con này nam mặc không được đâu. Nam mặc con này sẽ bị bé. Con này bé tí mà. Bạn nào cao tầm 1.5 đến 1.6 ấy mà là con gái mặc sẽ rất đẹp. Ui. Con này đúng kiểu của The North Face này, đúng kiểu của The North Face. Anh em nhìn nó đẹp không? Đẹp một cách dã man luôn ấy.
Hôm nào chắc phải lên cái đống hốt đi 99.000 này phát nhỉ. Đây, có những cái con không có thương hiệu như này. Có những cái con không có thương hiệu như này thì sẽ rẻ hơn. Đó, về cơ bản ngày hôm nay live stream sẽ dừng lại ở đây và tí nữa tôi sẽ up cái clip này trực tiếp lên YouTube của tôi nhé. Còn cái câu chuyện của ngày hôm nay ấy, cái câu chuyện của ngày hôm nay sẽ chỉ đơn giản đó là tôi sẽ giới thiệu về tất cả những cái con mà tôi đang có và tôi cũng sẽ báo giá luôn và tôi cũng sẽ up clip lên luôn. Đơn giản vậy thôi. Vào xem xong sợ mua nữa quá. Thôi em ơi em đừng mua nữa, em ơi em đang nghiệp rồi đừng mua nữa. Anh không khuyến khích em mua trong thời điểm này đâu. Giờ nốt phơi bán cho lung nhá, giờ nốt phơi bán cho lung. Đây đặt đây, không tí nó quên đấy. Mai đóng đơn, giày anh đóng cho tất cả mọi người rồi nhá. Mọi người vào xem nhớ subscribe YouTube của anh với, bởi vì là anh... Giờ này anh áp áo ấy, thì anh sẽ không áp theo kiểu mẫu nữa. Hello Dương. Này, những cái con như thế này cực kỳ ấm luôn, giống như một cái chăn. Theo các ông thì nếu mà giả sử nhá, là khách hàng ấy, tôi sẽ tham khảo ý kiến khách hàng một chút. Là khách hàng muốn live rồi stream liên tục, hay là khách hàng muốn có ảnh của từng mẫu một và ảnh ở trên kênh hay là ảnh ở trên người, thì anh em có thể comment phía bên dưới cho tôi biết được. Là nếu mà ở đặt ở vị trí của một khách hàng thì các ông thích có số đo cân nặng, chiều vai rồi các thứ hay không, hay chỉ đơn giản là lên ảnh áo và gọi là lên ảnh áo ở trên mannequin hoặc là lên ảnh áo trên người thôi. Tôi chả biết là phải làm như nào để phục vụ được hết anh em. Nói thật là một phần ấy, một phần là bởi vì đồ của nhà tôi nó nhiều quá. Ảnh trên kênh nhà anh chắc bây giờ anh phải thuê người về làm thôi, anh không có thời gian ấy. Thời gian của anh để làm nhiều thứ quá rồi ấy. Hello 117 người đang xem nhá. Chúc mọi người có một buổi tối thật an lành. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với livestream của Cường Khê Thân và hẹn gặp lại mọi người trong livestream vào tối chủ nhật khi mà mình sẽ xả 100 đôi giày tiếp theo. Ok, cảm ơn.